Cao CPL xin kính chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em này mang về cho các bác chiêm ngưỡng một siêu phẩm đấy nhá. Receiver này. Đập hộp luôn các bác nhá. Và hai tay mic SKM 2000. Một bộ này mà đầu 945 đã là vào 50 triệu, nếu các bác lấy đầu lưu mình nó phải hơn 60 triệu các bác nhá. M2050 các bác nhá. Đời rất cao luôn này. Và một con Lake LM44 các bác nhá. Đập hộp luôn các bạn. Con Lake này thuộc dòng đẳng cấp nhất thế giới các bác nhá, hàng đầu đấy, hàng đầu luôn. Và hôm nay chủ yếu là bộ mic này đã về với Cao JBL Hoàng Mai các bác chiêm ngưỡng nhá. Phải nói là nó bỏ xa G4 tầm độ khoảng 80 cây số các bác nhá. Không nhiều đâu, 80 cây thôi các bác. Bác nào gần khu vực Hà Nội này qua Cao JBL Hoàng Mai để trải nghiệm nhá. Hôm trước em cũng nói rồi là em cũng mời ông em Lam ở bên Đông Anh sang, là ông ấy hát hộ bài, em cũng hơi mệt. Hôm trước thì ông ấy uống bia, hôm nay em bảo thôi rồi hát xong đi ăn, rồi bia bọt gì thì bia. Thì ông ấy cũng nhất trí là thôi phải hát xong thôi, chứ hôm trước thì ông ấy làm ăn thế là không được. Mong các bác thẩm nhá. Vâng, sau đây thì em xin phép gửi đến toàn thể tất cả các bác một làm đẹp trai chào đấy. Kỷ niệm nhá. Thì các bác yêu mến kênh Cao JBL Hoàng Mai thì các bác bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào nút chuông, và các bác yêu anh Cao bao nhiêu thì yêu em bấy nhiêu nhá. Kênh em là Hoàng Nam Audio. Vâng, okay. Sau đây em xin phép gửi toàn thể tất cả các bác ca khúc nha. Đây em đổi nhạc đây. Tất cả các dòng mic các bác nhá. Sensua nhiều như lợn kho luôn. Thương tiếng thâm mộng đẹp rời tay.
tôi trao huyền thương sau cùng. Vâng, thôi cũng chỉ là một cái nửa ca khúc để test qua rồi các bác nhá. Báo là hàng về. Và các bác nào mà muốn Ngọc Trinh đã tắm rửa sạch sẽ các bác nhá. Đấy, mời các bác luôn. Và một lần nữa, Cao GBL xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip vừa rồi. Các bác cho xin Cao GBL Hoàng Mai một like nhá, để lấy cảm hứng để mang rất nhiều đồ công nghệ nữa hàng đầu thế giới về để các bác chiêm ngưỡng nhá. Bác nào muốn thử các chất âm thì luôn luôn em sẵn sàng để mời tất cả các bác qua nhá. Lần nữa em xin cảm ơn tất cả các bác. Muốn Vixen độ 200 triệu thì đợi chuẩn bị 1-2 tháng nữa các bác đợi em sẽ vác con Mixen hàng đầu về nhá, tầm 200 củ. Thank you các bác rất nhiều.